Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của bản tin 24 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành ra ít phút mỗi ngày để đón xem những video của chúng tôi. Và ngay sau đây là những nội dung chính có trong chương trình. Miền Trung mưa trắng trời, nhiều huyện miền núi Nghệ An bị cô lập, chia cắt, nước lũ dâng cao, thủy điện xả lũ cụ thể. Vào sáng nay, ngày 27 tháng 9, lũ sông ngàn sâu, ngàn phố, Hà Tĩnh đang lên và hạ lưu sông Danh, Quảng Bình đang xuống dần. Mực nước lúc 5:27:09/2023 trên các sông ngàn sâu tại Chu Lễ 12,88m, BD2 là 0,38m, sông ngàn phố tại Sơn Diệm trên BD2 là 0,18m, trên sông Danh tại Đồng Tâm 8,23m, trên BD1 là 1,23m, tại Mai Hóa 3,45m, trên BD1 là 0,45m. Trong 6 giờ tới, lũ trên thượng nguồn các sông ngàn sâu, sông ngàn phố tiếp tục lên và đạt đỉnh, lũ hạ lưu sông Danh tiếp tục xuống. Từ nay đến ngày 28 tháng 9, các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ tại thượng lưu từ 3,0 đến 6,0m, tại hạ lưu từ 1,5 đến 3,0m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên thượng nguồn sông Cả, Nghệ An lên mức BD1 và trên BD1, sông ngàn sâu, ngàn phố lên mức BD2, hạ lưu sông Mã, Thanh Hóa, sông Cả và sông La, Hà Tĩnh ở dưới BD1. Hiện nay, khu vực Bắc Trung Bộ có 3 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng xả 20 đến 235 m khối trên giây. Khu vực duyên Hải Nam Trung Bộ có 2 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng xả 137 đến 640 m khối trên giây. Khu vực Tây Nguyên có 17 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng xả từ 14 đến 208 m khối trên giây. Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, mưa lớn kèm lốc sét xảy ra từ ngày 24/26/9/2023 đã làm 1 người chết và 6 người bị thương. Thừa Thiên Huế, 174 nhà bị tốc mái, Quảng Trị 88 nhà, Thừa Thiên Huế 84 nhà, Nghệ An 2 nhà, tỉnh Quảng Bình mưa lớn gây ngập tại một số ngầm tràn, điểm đường giao thông, gây chia cắt 16 thôn bản, huyện Minh Hóa 14, huyện Tuyên Hóa 2, sạt lở, tắc đường tạm thời tại 5 điểm và nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã tại các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa bị ngập sâu từ 0,7 đến 2,0m gây chia cắt cục bộ, sạt lở khoảng 1.500m khối đất đá, sói lở 400m ta luy dương, hư hỏng 6.0m vuông mặt đường. Tỉnh Hà Tĩnh mưa lớn làm ngập 15 điểm ngầm tràn và đường giao thông, gây chia cắt cục bộ, huyện Hương Khê 11 điểm, huyện Kỳ Anh 4 điểm. Nghệ An nhiều nơi cô lập, chia cắt tại tỉnh Nghệ An, mưa lớn khiến nước lũ đổ về trong đêm. Người dân ở nhiều huyện Quế Châu, Quỳ Phong và Thanh Chương trắng đêm chạy lũ. Tại huyện Quỳ Châu, đoạn quốc lộ 48 đi qua địa bàn xã Châu Hội bị ngập khiến xe cộ không thể lưu thông. Mực nước tại cầu treo Châu Hội đã mấp mé mép cầu, người dân không dám đi qua. Nhiều ruộng lúa, ao cá của người dân Châu Hội bị nước ngập, thiệt hại gần như hoàn toàn. Toàn huyện Quỳ Châu có các xã bị ảnh hưởng như Châu Bình ngập từ dốc 77, phía trên đập phụ bản Mông đến đầu xã Châu Bình, ngập khu dân cư bản Khoang, bản Đồng Phầu, bản Bình Ba, bản Kẻ Cang, xã Châu Hạnh ngập khu dân cư bản Tà Lành, sạt lở đoạn đường tại dốc Kẻ Lè, ngập một đoạn quốc lộ QL48 giáp thị trấn Tân Lạc. Huyện Quế Phong một số bản của xã Tiền Phong, Quang Phong mưa lũ cũng gây ngập nhà cửa, người dân trắng đêm cứu đồ đạc, di dời đến nơi an toàn, nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng. Các điểm sạt lở nặng như tuyến đường vào xã Nậm Dài, quốc lộ 16 đoạn qua dốc Chuối, tuyến giao thông Đồng Văn, Thông Thụ. Mực nước tại nhiều sông, suối đang lên nhanh. Các xã như Quang Phong, Cắm Muộn, Mường Nọc, Tiền Phong, Thông Thụ nước dâng gây ngập úng. Nhiều trường học, nhà dân cũng bị ngập. Việc một số nhà máy thủy điện trên địa bàn huyện Quế Phong xả lũ cũng là một trong những nguyên nhân gây ngập úng. Tuyến quốc lộ 48 qua các huyện Quỳ Châu, Quế Phong hiện tại nước ngập gây ách tắc giao thông tại 4 điểm, km 88. km 91-400, km 94, km 106. Có 2 điểm sạt ta luy dương tại km 85-700 đoạn dốc Kè Lè và km 98-100 đoạn dốc Bù Bài. Huyện Quế Phong đã chỉ đạo các xã lập các chốt tại những đoạn đường có nguy cơ sạt lở cao, bố trí người túc trực tại các cầu tràn cảnh báo người dân không ra sông vớt củi, bắt cá nguy hiểm đến tính mạng. Tại huyện Thanh Chương ngập úng cục bộ ở một số nơi trên địa bàn huyện như xã Thanh Liên, Thanh Mỹ, Hạnh Lâm, Thanh Hương. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Chương đã tạm dừng hội nghị quán triệt pháp luật để tập trung công tác phòng chống lũ lụt. Thông tin từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, mưa lớn kèm lốc, sét xảy ra trong 2 ngày 24 đến ngày 25 tháng 9 đã gây thiệt hại về người và tài sản ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Theo đó, một người chết, ông Trần Phương Ti, 59 tuổi, trú tại huyện Triệu Phong, Quảng Trị do bị sét đánh khi đang đánh bắt cá trên biển, 6 người bị thương, Thừa Thiên Huế. Về tài sản, 153 ngôi nhà bị tốc mái, Quảng Trị 69 nhà, Thừa Thiên Huế 84 nhà. Mưa lớn gây ngập tại một số ngầm tràn, điểm đường giao thông tại các huyện của Quảng Bình gồm Minh Hóa 14 điểm,
trong đó một số điểm ngập sâu từ 0,4 đến 2 mét, Quảng Ninh 4 điểm, Tuyên Hóa 3 điểm, 3 điểm trên quy là 1 năm và 9B gây chia cắt 18 thôn bản thuộc các huyện Minh Hóa, Quảng Ninh. Ngoài ra, hai cột điện trung thế ở Thừa Thiên, Huế bị gãy đổ, 2.000 cây ăn quả, cây bóng mát bị ảnh hưởng, Quảng Trị. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, từ nay đến ngày 28 tháng 9, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 450mm. Trong khi đó, báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 9, tỉnh Quảng Bình đã có mưa to đến rất to, khiến cho nhiều địa phương bị ngập lụt và chia cắt. Theo đó, tại huyện Minh Hóa, đường vào xã Hóa Sơn, khu vực thôn Đa Năng, xã Hóa Hợp nước ngập sâu từ 0,7 đến 1 mét, dài khoảng 15 mét, cầu từ bản Lương Năng đi thôn Thuận Hóa, xã Hóa Sơn nước ngập sâu khoảng 1 mét lên người, phương tiện không qua lại được, các ngầm, Ca Ai, Ca Định, Ca Ốc, Hà Nông, xã Dân Hóa nước lên cao từ 1 đến 1,5 mét, người và phương tiện không qua lại được và hiện nay các bản đang bị chia cắt, ngầm Cô Pi, Ba Trong, Gia Mai, Trà Các, Lòm, Dộ Tà Vầng, Tà Cổ, xã Trọng Hóa nước lên cao từ 0,5 đến 1 mét, người và phương tiện không qua lại được. Các tuyến đường vào thôn 4 và thôn 5 xã Tân Hóa bị chia cắt, nước ngập sâu trên 2 mét, cầu tràn xuống thôn Kim Bảng, xã Minh Hóa bị ngập trên 1 mét. Ngoài ra, tuyến đường vào thôn Tiến Hóa, xã Hồng Hóa bị chia cắt, nước ngập sâu từ 1 đến 1,2 mét, tuyến đường vào thôn 4 và thôn 5 bị chia cắt, nước ngập sâu từ 1 đến 1,2 mét. Tại huyện Tuyên Hóa, khu vực đường vào bản Hà, xã Thanh Hóa nước ngập khoảng 0,3 mét, cầu tràn. Cầu khe nông đường đi vào xã Thanh Hóa bị ngập 60 đến 70cm, đường thôn 4 Thanh Lạng đi đường mòn Hồ Chí Minh ngập 60cm, cầu cột 4, cầu Thanh Thạch bị ngập 3 nhà dân dưới 1 mét. Các trường học trên địa bàn xã Thanh Hóa nghỉ học do bị chia cắt. Tại huyện Quảng Ninh, 4 bản thuộc xã Trường Sơn gồm Dốc Mây, Trung Sơn, Loang, Dìn bị chia cắt. Trên quốc lộ 15, ngầm khe đèn km 465-91 ngập khoảng 1 đến 2 mét, khe mương km 464-915 ngập khoảng 0,3 đến 0,5 mét, tắc đường. Tại vị trí km 562-200 bị ngập khoảng 0,3 đến 0,5 mét, tắc đường. Quốc lộ 9B, tại vị trí ngầm tràn km 43-700 bị ngập khoảng 0,2 đến 0,3 mét, đường tỉnh 599B tại cầu tràn Thanh Long tại km 46-909 ngập 0,6 mét, tắc đường. Đường tỉnh 558C tại KM5100 sạt lở ta luy dương, tắc đường. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện lũ thượng nguồn sông Danh, Quảng Bình tại Đồng Tâm đã đạt đỉnh 13,36m, trên báo động, BD2 0,36m và đang xuống. Hiện nay, lũ hạ lưu sông Danh đang lên. Mực nước lúc 7h26/9/2023 trên sông Danh tại Đồng Tâm 12,93m, dưới báo động, BD2 0,7m. Tại Mai Hóa 3,99m, trên BD1 0,99m. Các sông Hà Tĩnh đang lên và còn ở dưới mức BD1. Trong 6 đến 12 giờ tới, lũ hạ lưu sông Danh tiếp tục lên. Trưa nay, ngày 26 tháng 9, lũ trên sông Danh tại Mai Hóa đạt đỉnh ở mức 5,2m trên BD2 0,2m. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Danh xuống dần. Từ nay, ngày 26 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9, trên các sông ở Nghệ An đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ lên tại thượng lưu các sông từ 2,0 đến 4,0m, tại hạ lưu từ 1,5 đến 3,0m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ thượng nguồn sông cả Nghệ An, sông La, Hà Tĩnh ở mức BD1 và trên BD1, hạ lưu dưới BD1, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình. Lũ trên các sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế xã hội. Mưa lũ ở Trung Bộ đã làm hàng trăm ngôi nhà bị ngập, tốc mái, nhiều tuyến đường bị chia cắt, nhiều gia đình phải di rời khẩn cấp. Một người tử vong do sét đánh theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Mưa lớn kèm lốc, sét xảy ra từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 9 đã làm một người ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tử vong do sét đánh, 6 người ở Thừa Thiên Huế bị thương. Tại Quảng Bình, mưa lớn gây ngập tại một số ngầm tràn, điểm đường giao thông, gây chia cắt 16 thôn bản ở huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa, sạt lở, tắc đường tạm thời tại 5 điểm ở quốc lộ 15, quốc lộ 12 và nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã tại các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa bị ngập sâu từ 0,7 đến 2 mét gây chia cắt cục bộ, sạt lở khoảng 1.500 mét khối đất đá, sói lở 400 mét ta luy dương, hư hỏng 6.0 mét vuông mặt đường. Tại tỉnh Hà Tĩnh, mưa lớn làm ngập 15 điểm ngầm tràn và đường giao thông, gây chia cắt cục bộ nhiều điểm ở huyện Hương Khê, huyện Kỳ Anh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm ngày 27 tháng 9, ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa và Quảng Bình tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to. Dự báo từ nay đến ngày 28 tháng 9, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm. Từ nay đến đêm ngày 27 tháng 9, ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Hòa Bình, Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 40-80mm, có nơi trên 120mm. Nam Bộ có mưa vừa, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 30-60mm, có nơi trên 90mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Ngoài ra, ngày và đêm ngày 27 tháng 9, các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, 5-30mm, có nơi trên 60mm. Vừa rồi là những nội dung chính có trong bản tin 24 giờ mà biên tập viên chúng tôi vừa tổng hợp được. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.